Đây em một nước này. Ra đi. Ừ. Hả? Con này ngày xưa tay em đánh. Anh cũng không lúc làm sao? Tay em đánh dưới vườn lên. À, cái đấy à? À, trần tính đấy à? Vâng, em trần tính rồi. Ôi mà mắt anh vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, anh đéo nhìn ra. Cái con đấy mà thấy anh đang buồn cười không? Ngày xưa nó từ cái cành cuộng đúng không? Đó, cái hạt. Hả? Cái hạt. Ôi dồi ôi, anh quan tâm đéo hạt hay không, anh chỉ biết là ngày xưa trông nó như là cái mấy năm rồi nhỉ? Lâu phết rồi. Thế à? Anh làm con đấy lúc mà nhà chưa xây. Nó như cái cành lòng ngoằng ngoằng. Này, ông chủ cây này ngày xưa ông ấy cái trong ống là ông quận 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 lại lại. Ờ. Nè, điểm gì? Để anh kiếm hao em hôm nay em là em Đỗ Huân này. Đỗ Huân này chắc mình mới gặp lần đầu. Lần đầu ấy. Tròn tròn béo béo, tính này tính ra đây nhìn ra dặn nhờ. Đen đi nhớ. Bao nhiêu lâu anh chưa gặp mày? Từ 2019. Úi dồi ôi, thế à? Tháng 9 Đổi năm. 2019. Thế từ hồi đấy giờ em mới lên Hà Nội. Cái nón này anh đưa cái nón cho. Nếu mà xem cây thì đấy cầm đấy mà xem. Lên tầm này hơi khổ. Trước lên là một đêm. Anh lấy đôi dép cho sao khổ ấy. Nắng rát chân rồi này. Này. Quá xeo cây buổi trưa như này rồi. Gì đấy? Ngắm bọn trẻ con ở đấy à? Con điền này của anh nhanh lên nhỉ? Điền á? Điền thì làm nhanh mà em. Mấy năm rồi làm sao không nhận ra được, mẹ người gì khi chả nhận ra đó là cây. Ngày xưa dáng nó khác thôi. Che nắng đấy, điền thì điền nó phải che. Toàn tướng ấy xấu đi. Con điền bị cháy này cũng sợ cháy ạ? Không. Con này không sợ. Nắng tây thì mới sợ em, tây ở phía bên này này. Mà đôi khi cũng phải cho nó khổ tí em, chớm chớm cháy thì lại kết. Phôi pha được sạch cái này. Tôi qua xem bóng, qua mới xem trận đầu của Ý, nhìn đã Ý đá sắc nhỉ. Ờ, qua trận qua hay. Đáng xem. Ở chỗ em giờ cây cối có chạy không? Chung là đồ đẹp thì quê hay điền thì trôi hết đúng không? Mất ngay. Không có đồ đẹp mà bán được. Nhưng mà công nhận là bây giờ là dân chơi nó trẻ mà nó tinh hơn đúng không? Đúng rồi. Dân đấy chơi nó đương nhiên nó phải tinh hơn, nó khôn hơn là đúng rồi. Giờ nó mua cây nó cũng mạnh mẽ lắm. Ừ. Anh em nó xuống tiền. Nó giờ nó biết thế nào đẹp nó xấu mà nó yên tâm, nó chơi yên tâm thì nó không phải nó lóm róm. Giờ này toàn mua ngược những cây xưa mình bán đi. Mua ngược là bình thường em ạ. Mua ngược thì nó được giá hợp lý. Đúng rồi. Xăng này cũng được giá hợp lý.
cái giá đến cả anh bây giờ anh đi mua là khó cơ mà. Anh cắt nhiều này. Hả? Bảo anh bẩn nhiều. Cắt á? Nhìn cây của anh ở ngoài là nhìn nó khác trong hình không? Khác nhiều chứ. Chứ anh cứ bảo là nên né không ra gì. Thì anh cứ hay cố tình anh biết cái tư duy của chúng nó mà, cái trình độ chúng nó anh biết mà. Thì anh cứ cố tình anh chụp như thế để cho chúng nó chê. Thế mới lòi ra được cái bọn thầy bỏ xem voi chứ đúng không? Bây giờ nó thay đổi lối chơi hết, trên này nó thay đổi hết rồi. Bây giờ bọn trẻ trên này nó quái lắm, nó tiếp cận sớm là nó thay đổi lối chơi hết rồi, nó cứ mày rụt rịt nó phang. Kiểu như thế nó an toàn. Chứ nó không chơi theo kiểu. Quay được không? Hả? Còn đây nhìn ra nó thích quá. Cốt phôi đẹp thì nhiều chứ. Cốt phôi đẹp thì ôi ơi, giờ anh nhiều cây lắm mẹ. Anh có cả có anh ông ý cho anh gửi dưới kia cả vườn mấy nghìn mét cây tha hồ làm, sợ một sức mà làm. Anh à, cốt phôi rồi anh có anh không có quan trọng nữa lắm mấy đâu. Cái phôi của em lâu lắm rồi anh mới mua một phôi để anh chơi đấy. Tại vì là cái phôi của em anh thấy nó khá là độc và hay anh mới mua. Đấy anh điện cái này đang để anh thư nhiều anh em đề cập gấp đôi. Ừ, con đấy của em là anh nghĩ nhiều tiền đấy. Đề cập gấp đôi đấy. Cái phôi đấy là cũng thuộc diện là khó tìm anh mới lấy đấy. Chưa bình thường là anh khi anh về anh làm với anh kia là anh nghĩ yêu cầu anh đầu tiên là từ bây giờ là cậu không được phép mua cây nữa. Thế là sao anh kia về vườn anh đi xem thôi, đúng không? Thôi từ giờ khỏi phải mua. vườn ông ý, nếu mà ông hai vườn mỗi vườn 5.000 mét thì anh làm đến bao giờ cho nó hết cây? Việc của anh nó chỉ tập trung vào sáng tác thôi, anh không phải lo về vấn đề cây cối. Ông ấy tạo điều kiện hết cỡ cho anh. Về anh cái đấy mà về sau anh em còn điện suốt cây đấy á. Cây đẹp mà có gì thực tế thôi, nó mới kinh khủng. Em có tin đâu, anh mua cây nhá, nếu mà đúng thực sự mà anh mà đi chợ nhá, anh một ngày anh đi về anh bán chanh anh đã kiếm chục củ bình thường, nếu mà đúng như anh đi chọn cây. Nhưng mà vì thời gian để em xem trên clip bé bảo con lấy đi, anh nhìn sơ qua phát thôi, các ông còn phải nhìn tận mắt anh nhìn qua hình nữa, không còn phải nhìn nữa. Con này đúng thực tế lúc đầu nó cũng cao lắm. Con đấy này thu số tí nữa. Nhưng mà thu số tí nữa. Em trồng rồi đúng không? Xử lý bệ biết các thứ thôi. Xử lý xong bệ rồi. Để lấy mấy ủ nó gì? Làm để mang lên đây. Để anh ngâm kích rễ cái nó khỏe. Thôi đấy, trồng. Nằm trên hòn đá. Ôm một hòn đá to rồi. Con đấy để khô mấy ngày rồi? Đâu hôm qua anh. Mới hôm qua hả? Hôm qua. Mang về hát trực tiếp để em xui con lấy. Cái sơ dừa này có ẩm không? Ẩm. À đây à, anh em phải để khô chứ. Cái sơ dừa thì khô nhưng mà cái rễ đây em tẩm ướt. Ờ. Để nó khô xong này tối nay trồng vào vừa, chả sao. Chiều hôm qua được khoảng gần 5:30 em mới hạ nó xuống mà. Ừ. Nó còn nguyên bầu đất. Nên mới già u cục, có ai được không? Dạ hay mà nét hay. Con này anh đang cho nó bám đá. Hồi nãy anh mới lấy đấy. Ừ. Anh gai mua anh đã cái để sẵn đấy. Anh gai mua
nếu như mà bây giờ mà như tụi em mà đi buôn đi kinh doanh thì cứ tầm bim bim mà nét đẹp thì là ok, là trôi nhanh nhất. Phân khúc đấy là nó không bị đọng vốn. Còn nếu như mà nó hợp lý, phân khúc nó hợp lý. Thật ra về bảo mua cái phôi trung lưu 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu là trung lưu rồi. Chứ còn cái ông mà ông cứ hô tiền trăm, tiền tỷ, toàn tiền mồm. Trên này đấy, đến đợt vừa rồi đấy mà các bố cứ thổi sốt lên, cuối cùng là toàn càng chơi càng tìm hiểu. Bây giờ ngày xưa giờ không như ngày xưa, bây giờ là thông tin nó nhanh lắm, đồ thật hay đồ giả, các ông mà chơi thật hay không thì nói cho gió, gió nói cho đi cả làng nó lòi ta hết. Mà vẫn có những cái cây tiền trăm, anh chứng kiến là cũng có những cây tiền trăm, tiền tỷ giao dịch, nhưng mà nó kín lắm. Những cái ông đấy, anh những cái phân khúc đấy anh chơi người ta kín lắm. Họ đâu có cần phải khoe đâu. Phân khúc gần đấy em có quen ông anh Hà Đông bán cây bé bé như thế này. Nửa tỷ em chẳng khoe con. Đúng rồi. Ta cần gì phải khoe, đúng là người ta bán thật, người ta cần đích phải khoe đau đầu. Về cái nguyên lý chung nó là vậy em ạ. Những người mà người ta đã làm được thì không mấy khi người ta phải to mồm. Làm ba làm viết không biết đợt này nào, chỗ em đợt này nào. Đây bên này mấy ông ở chỗ anh, trong khu này mấy ông chơi lăn ba đây đang ôm hết cả mồm ấy. Ông đối diện bên này ông cũng vừa mới ôm lăn ba đấy, thì bảo xong sang mình rồi. Mẹ tầm này mà mày ôm thì mẹ mày chạy đi đâu bây giờ? Cái gì mà dễ kiếm thì lại dễ mất. Anh ôm anh trong dàn khoảng 60 tỷ tiền vốn. Úi dồi, vào nhiều đấy thôi mẹ, thế cổ phần bao nhiêu người, một người sao ôm hết rồi? Hai chị cháu. Ở nhà năm ngoái rồi chưa biết gì làm. Hôm trước ông ở trên Hoàng Hoa Thám, ông ý bảo dẫn sang nhà thằng cháu chỗ bán đồ cổ xem đang xây ra sàn lan va. Thôi lại toàn. Con này bảo 10 tỷ ơi. Lúc mà anh ấy thì ơi, nếu như con này nếu mà lúc chọn phôi mà anh ấy thì đúng rồi. Không ai tưởng tượng được. Anh có hình này. Ở lúc mà anh con này con đấy ngày xưa anh lấy, lúc đấy là anh nhớ lấy của thằng nào mà có 2,5 triệu. Khéo lắm khi lấy cái của Đào Trần Tính lên đi. Con đấy là anh cứ tập cắt theo cái ý tưởng của anh thôi. Khi anh cắt lại con này là anh chả có quan tâm đến bọn nó bên ngoài và như thế nào, anh cứ tự anh nghịch. Được. Lá đẹp phết đấy. Bây giờ thì vẽ bọn nó cứ ngồi chém gió toàn. Nhưng thằng chém gió ấy. Không, nhưng mà tư duy thì nói chung là cũng mình không thể làm là chỉ có của mình được. Anh cũng phải nghiên cứu nhiều đấy. Đi là... anh phải đi học hỏi, anh đi nghiên cứu nhiều. Cũng phải có những người ta đi trước, người ta mở đường cho mình đi theo thì mình mới phát triển được. Chứ mình cứ chơi theo kiểu mà tự mình cứ ngang là không được. Mình phải tham khảo chứ em. Học ở nước ngoài nữa, học nước ngoài là nhiều, anh học ở nước ngoài là nhiều. Lúc ra lá đẹp lắm. Con đại trưởng phu anh cắt cho anh Trương mà lúc có ra lá đấy, bây giờ ông vẫn phê, cắt từ gần như đầu năm. Đây nhìn cái tích giang của anh nhỉ, cái bọn này lúc đấy lúc nó ra lá là nó gần như thế đấy. Tích giang đấy. Tích giang thì nó ưu điểm gì, cái phân biệt của nó với những dòng này như nào? Phân biệt đấy anh cũng làm mấy clip anh nói rồi đấy, mà còn cách phân biệt chuẩn nhất là cứ nuôi thử cây là biết. Giống xanh quê thì anh nghĩ là nhiều giống xanh quý lắm. Anh chơi xanh quê anh thấy nhiều giống hay lắm, có điều là nó không nhiều. Thỉnh thoảng nó mới được. Ừ. Anh nghe thông tin là cái cây xanh quê chỉ bằng ngón tay này, bán về Thanh Hóa cách đây mấy năm đã 5 triệu.
Mình nói chung là mình cái mùa này cứ phải xem tận nơi em ạ. Đừng nghe xong rồi đến kiểm tra luôn chứ đừng nghe bọn nó nói không, chết đi. Cái nguồn giống đấy nghe vậy. Có nhiều giống cây rất đẹp, anh phải công nhận, xanh quê là nhiều giống nó đẹp lắm. Nhỏ mà. Nhỏ. Nhìn lá thấy không? Đấy là lá già nhá. Mà vẫn bọc tiếp này. Nó chậm lớn lắm, mọi người, chậm lớn, chậm hẳn luôn. Cái độ phát triển của nó chậm hẳn luôn so với các bọn bình thường. Thích ra với lá móng cũng chậm. Bọn thích lá móng thì ok. Nhưng cái dòng giống này đúng là hơi khó tìm này. Tại vì là đúng là anh còn bây giờ anh còn đi tìm ở cây giống để anh nhân. Hoặc là anh có thể cần thiết anh ghép ấy. Nhưng anh chọn phôi thật nếu đúng ban đầu. Nếu như kể bọn em đi chọn phim thì con này em không chọn. À ừ. Nếu như mà nói về mua phôi ấy thì những cái phôi của anh mua ngày xưa là đều là những cái phôi vớ vẩn. Nó đều là những cái phôi bỏ đi, thậm chí có những người ta bán phôi cho anh xong người ta còn cười hố bảo đéo hiểu ông ta có thằng gà này. Không phải sự nếu đúng như bây giờ nếu mà nối với chọn thì chọn như này thì không ai chọn. Ừ. Cái con kia mà đúng với thế thời bây giờ. Anh cũng chưa bao giờ anh khoe rằng là anh mua được phôi khủng hay là phôi nhiều tiền hay là siêu phẩm gì cả. Không, anh không bao giờ anh khoe là anh mua được cái phôi như thế cả. Chỉ gọi là mua được cái cục về để mà tập làm thôi. Đúng là nếu như mà đánh giá cây về phôi thì phôi của anh nó nát lắm. Chế tạo bom này. Những cái phôi cây anh mua thì nó rẻ và nó nát lắm, nó không. Cái phôi của em là một trong những cái phôi xịn của anh ấy. Phôi anh lấy của em ấy. Phôi đấy qua họ đi em cháy máy luôn, em phải để chế độ. Cái con hoa hồng ngày xưa em có biết không? Con hoa hồng ngày xưa anh bán cho thằng Bình, con đấy anh mua có 5 triệu. Đấy, anh bán con đấy anh bán 60 triệu, sau hình như là bây giờ con đấy giờ chắc phải đôi lít rồi. Phôi thì nó không đẹp thì mình sẽ làm nó lâu hơn, vất vả hơn. Được cái phôi quý thì làm nó sẽ nhanh hơn. Đấy em thì những cái dòng nó đẹp đẹp, mà phôi nó chọn nó đẹp đẹp, nó sôi động lắm. Có điều giá thì nó méo lắm. Có tiếp cận. Thế à? Giá vẫn ngáo à? Đây là anh thả sổng đấy. Lúc mà lá bén. Ôi, cái hình như là nhiều người vẫn chưa biết cái kiến thức để mà ép cho lá bé. À đúng rồi, tại vì tụi em toàn chế to đúng không? Cây to thì... Toàn chế to, ít khi là tụi em chơi cây nhỏ là chúng em không để ý đến ép lá. Cây mình khi hoàn thiện. Đây là con này anh đã ép lá đâu, con quê là em thấy không? Cái này là anh nghiên cứu mãi đấy, chứ không phải đơn giản mà tự dưng mà biết đâu. Đây là lá anh để tự nhiên đấy chứ, em thấy không? Đây nó vẫn phát triển, ăn uống đầy đủ, phân, thấy lá là bé không? Đây là con này là con quê bình thường. Quê bình thường nhá, chưa phải quê lá đẹp. Cái kiến thức ép lá nó là một cái kỹ thuật nó rất là cơ bản. Ở trên này những người chơi lâu năm là người ta với người ta nó là những cái. Thật ra là các cụ nhà mình đã từng viết sách dạy về cái đấy thôi mà. Có thể là do là tụi em ở khu tụi em chơi tầm trung nhiều, trung với đại nhiều. Tụi em không quan tâm lắm đến vấn đề ép lá. Cái anh mà anh đang làm cây cho anh ý nhiều điền lắm, anh có những cái cốt điền kinh khủng luôn ấy. Điền của anh ý thì gần như là lúc anh đến là vườn anh toàn điền. Con điền bé nhỉ? Hôm trước có một anh cứ gạ anh bán con đấy này. Đầu tiên là gạ con ruồi không được, xong lại gạ con điền đấy. Rồi thôi, cây linh tinh anh để em chơi. Bây giờ người ta chơi kỹ mà em. Người ta muốn chơi, người ta không vội nữa, người ta muốn chơi nó kỹ. Nó vừa đảm bảo giá trị, nó vừa... Người ta chơi là cũng sướng, mà lúc người ta giao dịch nó lên tiền. Đúng không?
tính chứ, tính này nó đa dạng đấy chứ, thằng này nó to nhỏ nó phang phang hết. Đa chủng tộc. Ở trên này bây giờ thì bọn nó mà đang đua nhau cứ bim bim. Ừ, nó trôi nhanh mà nó kiếm tiền kinh lắm. Chính em thấy bỏ trên phố giờ luôn toàn chơi bim bim mà em. Bim bim mà miễn làm sao mà giá trị nó to đến cái cây lang pa bé tí đó tiền tỷ nói gì thì cái cục xanh quê đúng không? Tất cả là do thị trường hết. Bây giờ anh nói em nghe, bây giờ nếu như mà chỉ nói góc độ kinh tế nhá. Nếu như bây giờ chơi cây to thì một nhà nuôi trồng được mấy cây to. Đúng không? Một nhà trồng được mấy cây to, bây giờ thay cây to bằng cây nhỏ thì một nhà nó trồng được nhiều cây nhỏ. Về góc độ năng suất và sản lượng thì đương nhiên là sẽ cái nguồn hàng sản phẩm nó được trôi nhiều hơn, đúng không? Thế còn giá trị thì tất cả là do thị trường nó quyết định. Nếu mà cũng là cái giá cây như thế chuyển từ cây to sang cây nhỏ cái người bán hàng cũng sướng hơn, đúng không? Đấy là một cái bài toán kinh tế. Anh học kinh tế mà, anh thạc sĩ kinh tế luôn mà, chồng mày chồng anh chém ẩu hay này thôi. Tất cả nó đều là do thị trường hết. Qua là đều có chỉ than, có chỉ than thì mới là ngon hơn. Từ trên này dễ hơn nhiều. Đầu bây giờ nó cấm hết hàng phở ở phía này, nó cấm rồi. Chị em làm cái này đi được chưa? Anh hỏi em bây giờ là mỗi khi trồng mấy cây từ đây lên pháo đài láng nó chặt xỉ mà. Đấy, anh nói em nghe một cái chậu này nhá, trông thế rồi nhá, nó phải là một bao tải xỉ. Vì đập ra thì nó lấy ra cũng một tí, đúng không? Thật ra anh thích xỉ, xỉ là số 1 nhá, loa số 1 đấy. Nhưng mà thứ nhất là lấy bây giờ là không thuận tiện đi xa, đi gom. Thứ hai nữa là đập nó rất là bụi mất vệ sinh. Công sức nữa, còn cái này ta mua sẽ có sẵn. Đấy. Đủ rất là cho. Em nhiều hơn là dần dần nó cũng sẽ hiếm đấy em ạ. Toàn bộ khoảng 100% Ừ, đúng rồi, càng ngày nó càng ít dần. Mà bây giờ thằng nào bán xỉ than là phạt. Có này làng nó xa. Qua mấy anh em đi khuya, người ta sau rửa tay nhìn thấy hơi chụp cục xì. Anh nhớ cái hồi ngày xưa anh mới chơi cây mà nhục lắm em ạ. Đi chơi cây mà cứ nhìn thấy chỗ nào có xỉ than là nhảy con mẹ xuống vơ vội, như kiểu lắm lúc còn tranh nhau với bà già để bà nhặt về cho mèo mà. Thấy xỉ than là thì mà như kiểu mắt thấy vàng đi đường mắt khi nhìn xỉ than. Nhưng mà cũng vui, cái hồi đấy chơi cũng vui.